Liên quan tới chất lượng xe đạp điện, Bộ Tài chính mới đây đã ban hành thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện. Việc kiểm định xe đạp điện sẽ góp phần nâng cao chất lượng loại phương tiện này nhập khẩu vào Việt Nam và ngăn chặn tình trạng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, với quy định mới, thì phí thử nghiệm xe đạp điện là 5 triệu đồng một mẫu, phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện sản xuất lắp ráp là 20.000 đồng một chiếc. Phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu là 30.000 đồng một chiếc. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành là 100.000 đồng một lần kiểm định. Mức thu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng không bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện, tổ chức cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện và các loại xe tương tự đang lưu hành phải nộp phí kiểm định theo quy định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2014.